đoạn tiếp theo nha. Có mệt không em? Ok, bây giờ cảnh này nha, em đi phía sau lên, xong rồi em nhìn phía bên này, rồi nhìn về hướng kia đó, anh vô em hôn nước đó quay gì mày. Em coi thử đi. Em thấy sao? Rồi chú xuống. Chào cậu, công việc tốt chứ hả? Sếp nó tới hả sếp? Giới thiệu với cậu, đây là Hứa Vi Phong, là con trai của giám đốc công ty Hugo Photo. Và sắp tới chúng ta sẽ làm một dự án chung với công ty Hugo Photo về phần sản xuất. Hứa Vi Phong sẽ là diễn viên chính, đảm nhận vai trò diễn viên trong phần sản xuất sắp tới của chúng ta. Rất mong cậu hãy tập trung vào dự án này. Cậu hiểu ý tôi nói chứ? Ok, cậu hãy bắt tay với Hứa Vi Phong đi, vì sắp tới chúng ta sẽ còn làm rất là nhiều dự án với công ty. Từ lần đầu gặp nhau anh biết hết. Thôi, cậu cứ làm việc đi. Dạ. Mời cậu Phong theo tôi. Yêu em, anh có xin chọn chào sếp. Vai kia để em cảm thấy em đang được vui. Em biết không ngờ, yêu ơi, sau những lỗi lầm, anh mong em sẽ nhận ra và em sẽ thay đổi. Nhưng mà anh đã làm thật quá khó để anh quên người, khó để quên nụ cười. Trong tim anh chỉ tồn tại mình em thôi, chẳng có một ai khác có thể lấp đầy những khoảng trống em bỏ lại nơi đây. Người nói yêu anh dễ dàng, nói chia tay đi, dễ dàng, khiến con tim anh không thể nào nhận ra em là một người con gái anh đã từng yêu. Xa là quá em mơ. Chạy theo những cuộc vui, tình ta giờ phải nhòa. Giờ anh biết làm sao để buông tay người mình yêu. Ngày sẽ nhớ nhiều thêm mình anh lê bước trong đêm. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau em lừa dối. Thật quá khó để anh quên người, khó để quên nụ cười. Bởi trong tim anh chỉ tồn tại mình em thôi, chẳng có một ai khác có thể lấp đầy những khoảng trống em bỏ lại nơi đây. Người nói yêu anh dễ dàng, nói chia tay dễ dàng, khiến con tim anh không thể nhận ra em là một người con gái anh đã từng yêu thương. Sâu xa là quá em mơ. Anh à, mình chia tay nha. Ủa, đây đâu phải là trong gì diễn đâu em. Em nói thiệt đó, không có diễn đâu. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ em. Em thấy em với anh không hợp nhau cho lắm. Vở kịch hết rồi, em nghĩ em cũng nên nói cho anh biết. Yến, tình cảm của anh dành cho em á, trong suốt thời gian qua không bằng một lần em gặp Hứa Vi Phong hay là sao? Đúng vậy thì sao chứ, cuộc sống mà, cái gì tốt với mình thì mình phải biết nắm bắt, nếu không nó sẽ biến mất. Không lẽ tình cảm của anh và em chỉ như là đóng phim thôi sao? Thì cứ cho là vậy đi. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho em, nhưng bộ phim đã kết thúc rồi. Chào anh. Nè, tôi nói cho anh biết nha,
Tôi và anh đã kết thúc lâu rồi. Anh làm ơn đừng có đeo bám tôi nữa. Tôi mệt mỏi lắm. Please. Và anh chính là nhân vật kia ở trong vở kịch em đã viết nên từ lần đầu gặp nhau. Anh biết hết mà nhưng anh không nói ra vì yêu em. Anh cố xin chọn vai kia để em cảm thấy em đang được vui. Em biết không ngờ yêu ơi sau những lỗi lầm anh mong em sẽ nhận ra và em sẽ thay đổi. Nhưng mà anh đã làm thật quá khó để anh quên người, khó để quên nụ cười. Bởi trong tim anh chỉ tồn tại mình em thôi, chẳng có một ai khác có thể lấp đầy những khoảng trống em bỏ lại nơi đây. Người nói yêu anh dễ dàng, nói chia tay dễ dàng, khiến con tim anh không thể nào nhận ra em là một người con gái anh đã từng yêu thương. Sao xa là quá em ơi. Nè, tôi nói cho anh biết, vay vậy kết thúc lâu rồi. Anh đừng có làm phiền tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm. Làm ơn đi. Please. Nè, tôi nói cho anh biết, vở kịch đã kết thúc lâu rồi. Anh đừng có đeo bám theo tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Làm ơn đi. Please. Anh nghĩ phần diễn của em vừa rồi á, nó không phù hợp với chủ đề của anh đưa ra. Nhưng mà anh sẽ cho em diễn một bài diễn khác, nó sẽ phù hợp với tính cách của em. Ok, chúc mừng em, mời em vào trong. Thật quá khó để anh quên người, khó để quên nụ cười. Bởi trong tim anh chỉ tồn tại mình thôi, chẳng có một ai khác có thể lấp đầy những khoảng trống em bỏ lại nơi đây. Người nói yêu anh dễ dàng, nói chia tay dễ dàng, khiến con tim anh không thể nào nhận ra em là một người con gái. Okay. Anh đã mời em diễn đi. Từng yêu sâu xa là em nói cho anh biết nè, tôi nói cho anh biết nha. Tôi và anh đã kết thúc lâu rồi. Giờ kịch đã kết thúc rồi. Anh làm ơn đừng có đeo bám tôi nữa. Anh đừng có đeo bám tôi nữa. Tôi mệt mỏi lắm. Ly. Ly. Những khoảng trống em bỏ lại nơi đây. Anh à, mỗi ngày mình làm việc cũng nhiều rồi. Hay là chúng mình đi du lịch xả stress nha. Ừ thì cũng mệt thiệt, nhưng mà anh cần về với gia đình của anh rồi. Gia đình thì gia đình chứ, không lẽ mình đi du lịch mà gia đình mình không cho. Gia đình anh thì không cấm, nhưng mà vợ của anh cấm. Người nói yêu anh dễ dàng, nói chia tay dễ dàng, khiến con tim anh không thể nào nhận ra em là một người con gái anh đã từng yêu. Đây là một vở kịch mà anh cần phải hoàn thành nó chứ anh. Ok, bye bye em, bữa nào cà phê nha. À, theo anh thấy thì phần diễn xuất của mình đó, nó không phù hợp với kịch bản của anh. Em có thể tham dự ở bộ phim sau. Cảm ơn em. Mọi người tiếp theo. Không lẽ tình cảm của anh vậy em? Dễ dàng, nói chia tay dễ dàng, cho là vậy đấy. Em anh không thể nào nhận ra em là một người con gái anh đã. Làm sếp, trả cái ly nước lại cho người ta đây. Đúng rồi, em đưa qua mà. Đưa cho ơi, để đâu ra, em cho nó vô, cho ơi. Anh thấy đâu đô chạy ra nó vô được. Nhìn thẳng mắt kêu em ơi, quay mặt lại làm lại mình cái nhìn thẳng mắt kêu luôn. Rồi lại nói nè, nói cho biết nha. 3, 2, 1 máy ăn lên, giếng nắm tay quất cái. 3, 2